bố quý anh em. Nay tôi đi nâng cấp, thoát ghi vũ trang lên level 2. NPC lấy Haki level 1. Bây giờ đi lấy Haki level 2. Ở đó này. NPC này sẽ bán cho anh em Haki level 2. Vậy là có rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ đi đánh Seabit. Khi server hiện dòng chữ này là có thể ship ăn Seabit. Giờ về đảo Tân Thủ để lấy át tâm triệu hồi. Mua át tâm triệu hồi ở NPC này. Át tâm này đây. Qua mấy con đá bên kia. Vậy là đã chịu hồi. Không đều dốc ra gì luôn.